Invoice exhale to the right forward. Yes. Now drive your left knee and release your feet. Push your hip forward. Right knee should be over the ankle. Yes. Inhale, raise up the legs. Lift your left knee. Hold. If can possible, look up. 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale, thumbs on your foot, take your right leg back, mountain, deep inhale and exhale, yes, now take your left leg, inhale, raise your left leg, hold, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale to go like forward. Yes, breath in right now, release your face, push your knee forward. Left knee should be over the ankle. Inhale, raise up the leg, slide the finger and lift forward. Yeah. Two. Yes, 6, 5,
3 Exhale, palms on your feet. On time. Yes. Now go away with the council side. And slowly drop your head off your body. Yes. Take both hands back. Fold your butt legs. Hai tay nắm lấy cổ chân. Hít vào để tay chân lên lên tư thế cánh cung ạ. Giữ nguyên tư thế. Ngẩng đầu lên. Rồi thẳng tay về phía trước. Hít thở thật đều thẳng lỏng. Đứng lên trên đầu gối của mình. Hít vào và nâng hai tay lên. Bây giờ đặt tay phải của mình ra sau em trên. Tay trái của mình để tư thế trên mu bàn. Hít vào. Thở ra, đẩy mông ra về phía trước, đứng người ra sau. Giữ nguyên tư thế. Trái của mình đặt lên eo ạ. Nâng tay phải lên. Tay phải của mình để tư thế trước như vậy. Đưa quỳ ra xa. Phía bên phải, tay của mình khom lên tạo ra các cái chân từ đầu ngón tay ạ. Nhìn về phía trước. Thank you.
đưa hai tay lên ạ. Đổi chân. Trước tiên là mình để tay ở tư thế Namaste. Sau đó xoay người sang ạ. Chân